Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thế Kiệm 2. Từ xa xưa, sao chổi là một nỗi kinh sợ. Nó hiện lên như một điềm báo cho sự diệt vong của toàn nhân loại trong các mẫu câu chuyện cổ xưa. Thế nhưng ngày hôm nay, nó lại chỉ được xem như là một quả cầu tuyết vẫn khổng lồ mà thôi. Và những điều thú vị xung quanh nó thì có rất là nhiều. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chủ đề thú vị về sao chổi nhé. Top 10 điều thú vị về sao chổi. Sao chổi giết chết khủng long. Khi một miệng núi lửa được tìm thấy ở Mexico có chiều rộng đến 180 km, nó được cho là một tiểu hành tinh đâm vào trái đất cách đây khoảng 65 triệu năm tạo ra. Nó đã cuốn những loài khủng long và 70% tất cả các loài khác vào tình trạng tuyệt chủng. Nhưng có lẽ đã đến lúc ta tháo chiếc còng ra khỏi các tiểu hành tinh khi cho rằng chúng là thủ phạm giết chết loài khủng long. Bởi vì một số nhà nghiên cứu cho rằng kẻ thù ác đằng sau là một ngôi sao chổi. Họ dồn nghi phạm mới vào chân tường sau khi xem xét kỹ lưỡng khối lượng vật chất văng ra do va chạm và họ cho rằng đó rất có thể là một vật thể nhỏ hơn, nhanh hơn va chạm vào Mexico. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với ý kiến này. Các nhà khoa học chia làm hai phe. Một bên cho rằng thứ đâm vào trái đất là sao chổi, bên còn lại vẫn tiếp tục cho rằng đó là một tiểu hành tinh. Câu lạc bộ CONMEST khẳng định rằng miệng núi lửa này được tạo ra bởi một quả cầu tuyết. Chúng đã mất hàng thế kỷ hoặc hàng thiên niên kỷ để quay quanh mặt trời và được xếp vào hàng những vật thể nhanh nhất trong không gian. Sao chổi tiền hệ mặt trời đã hạ cánh xuống trái đất. Các nhà khoa học yêu thích thiên thạch khi tìm thấy một viên đá ở Nam Cực, họ đã rà soát rất kỹ tảng đá để xác định thành phần của nó và thứ họ tìm được còn nhiều hơn những gì họ muốn. Viên đá này là một phần của thiên thạch từng va chạm vào trái đất và nó chứa một sao chổi. Sao chổi thật ra chỉ là một đốm sáng, nhưng ngôi sao chổi này lại có tuổi đời cổ hơn những ngọn núi trên trái đất, thậm chí còn lâu hơn cả hệ mặt trời. Được sinh ra từ cùng một đĩa bụi mà sau này anh em của nó trở thành các hành tinh, trong khi nó trở thành sao chổi. Và một ngày nọ, những quả cầu băng này va chạm vào một thiên thạch. Vụ va chạm đã phá hủy sao chổi, tuy nhiên một phần của nó đã hợp nhất với thiên thạch. Tảng đá đã bảo vệ những phần còn lại của ngôi sao chổi này trong suốt quãng thời gian nó tung hoành trong hệ mặt trời. Sau đó, xâm nhập vào bầu khí quyển của trái đất rồi vỡ tan. Với các hóa chất ban đầu của sao chổi vẫn còn nguyên vẹn, các nhà khoa học đã phán đoán rằng ngôi sao chổi đi ké thiên thạch va vào trái đất đã xuất hiện trước cả hệ mặt trời. Chúng ta đi qua sao chổi Halley mỗi năm. Nếu bạn không phải là một fan hâm mộ của những quả cầu tuyết bẩn này thì cũng không sao, đừng bỏ qua những điều thú vị về ngôi sao chổi này là được. Nổi tiếng và tráng lệ, Halley xuất hiện 76 năm một lần và lần gần đây nhất là vào năm 1986. Người ta dự đoán vào năm 2061 nó sẽ lần nữa quay trở lại trái đất. Tuy nhiên, cho đến lúc đó, những người nghiện ngập ngôi sao này vẫn có thể thưởng thức được những điều ngoạn mục do ngôi sao này mang lại mỗi năm. Sao chổi thật ra là mẹ của những vì sao băng rực sáng trên bầu trời. Nó xảy ra khi trái đất di chuyển qua đuôi của sao chổi Halley. Những mảnh vỡ từ đuôi sao chổi Halley sẽ xâm nhập vào bầu khí quyển và cọ sát với không khí. Chúng bốc cháy và tạo nên những vệt sáng trên bầu trời. Tùy thời điểm và vị trí bị vỡ của sao chổi, ta có thể quan sát được những đám sao băng từ trái đất. Từ ngày 19 tháng 4 cho đến ngày 28 tháng 5 năm 2016, nó gây ra trận mưa sao băng Eta Aquarius. Thời gian cao điểm có tới 40 ngôi sao băng mỗi giờ đổ xuống bầu khí quyển. Đó là lý do chúng ta nhìn thấy những trận mưa sao băng hàng năm. Tàu đổ bộ mất tích trong sao chổi. Tàu đổ bộ Philae là một con tàu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng thế giới. Lý do nằm ở nhiệm vụ duy nhất mà nó nhận được, đổ bộ xuống một ngôi sao chổi. Vào năm 2014, Philae cõng trên lưng tàu thăm dò vũ trụ Rosetta để tiếp cận sao chổi 67B. Khi đến nơi, tàu đổ bộ bị bung ra và rơi trong suốt 7 giờ. Cuộc đổ bộ này đã trở thành một thảm họa. Philae ngã xuống một vách đá ngăn các tấm pin năng lượng mặt trời của nó sạc trở lại. Sau 57 giờ, nó chuyển sang trạng thái ngủ đông. 6 tháng sau, sao chổi 67B tiếp cận mặt trời, tàu Philae được sạc trở lại và gửi một tin nhắn trở lại trái đất, nhưng sau đó lại im lặng. Cuối cùng, gần 2 năm sau khi con tàu đổ bộ làm nên lịch sử và nhanh chóng mất tích, Rosetta đã tìm thấy người bạn đồng hành của mình nằm trong một vết nứt. Tàu Philae nằm lộn ngược trông giống như là một con chán đã chết. Việc tìm thấy tàu Philae đã mang lại một cảm xúc vô cùng to lớn cho những người hâm mộ nó.
ẩn về lâu vực Sudbury. Khoảng 1,85 tỷ năm trước, người ta cho rằng một thứ gì đó đã ập vào Ontario và tạo ra lâu vực Sudbury. Sau khi xem xét về các thành phần hóa học của những tảng đá bên trong miệng núi lửa này, người ta phát hiện ra các tinh thể sắt. Trái đất thường kéo những thứ này về phía lõi của nó, vì vậy chúng không có nhiều trên bề mặt. Khi bạn thấy chúng trên bề mặt, có nghĩa là một ngôi sao chổi hoặc là một tiểu hành tinh đã đập vào hành tinh của chúng ta và để lại nó. Vì các tiểu hành tinh mang khá nhiều nguyên tố sắt mà người ta còn cho rằng đây có thể là một ngôi sao chổi rất lớn, nên khi va chạm với trái đất, nó tạo ra một lỗ vô cùng lớn, một cảnh quan tuyệt đẹp rộng 150 km. Thời gian dài, sự sói mòn cuối cùng đã biến nơi đây thành cảnh quan tuyệt đẹp như hiện tại. Sao chổi say xỉn. Khi các nhà khoa học phát hiện ra sao chổi Lovejoy, nó có vẻ khá bình thường. Một năm sau, vào năm 2015, Lovejoy bị mặt trời xoay tròn và sức nóng của mặt trời đã gây ra một sự kiện chưa từng thấy trước đây. Sao chổi này đã bắt đầu giải phóng rượu ethylene trong giai đoạn đỉnh điểm của cuộc trốn chạy mặt trời. Trong tình trạng say xỉn của ngôi sao chổi này, Lovejoy đã phun ra lượng rượu tương đương đến 500 chai mỗi chai. Và cũng từ đó, có nhiều người ủng hộ ý tưởng rằng sự sống trên trái đất được gieo mầm bởi sao chổi nhiều hơn. Lý do là bởi vì sao chổi Lovejoy ngoài tạo ra rượu, nó còn giải phóng đường và 19 loại phân tử hữu cơ. Tất cả chúng đều là thứ cần thiết để tạo ra các axit amin và các khối cấu tạo nên DNA. Cuộc thảm sát sao chổi. Các nhà thiên văn học không bao giờ nghĩ rằng những ngôi sao chổi sẽ chạy theo từng nhóm, nhưng vào năm 2012 họ đã nhìn thấy một thứ khiến họ bị sốc. Vô số sao chổi quấn quanh một ngôi sao có tên là Fomalhaut, nhưng thứ khiến các nhà khoa học chú ý không chỉ có thế. Thứ mà họ quan tâm là vòng bụi xung quanh ngôi sao này. Ánh sáng mặt trời thường đẩy các hạt bụi do sao chổi tạo ra ngoài không gian, nhưng trong trường hợp này, những vòng bụi này vẫn còn trong đó do các ngôi sao chổi va chạm và tạo ra nguồn cung cấp bụi liên tục. Độ dày của vòng xoáy cho phép các nhà khoa học tính toán số lượng và kích thước của các ngôi sao chổi cũng như là tần suất chúng va chạm với nhau. Ước tính, ngôi sao Fomalhaut được bao quanh bởi 83.000 tỷ sao chổi, khoảng 2.000 va chạm xảy ra mỗi ngày và kích thước trung bình của mỗi ngôi sao là 1 km. Khi khám phá này được công bố, nó được gọi là một vụ thảm sát sao chổi. Sao chổi lớn hơn mặt trời. Mặt trời là thiên thể lớn nhất trong hệ mặt trời, tuy nhiên vào năm 2007, một sao chổi đã chiếm lấy vương miện ấy. Sao chổi Hermes, một ngôi sao chổi nhỏ và bình thường như những ngôi sao chổi khác, nhưng vì những lý do không giải thích được, nó thải ra bụi và khí trong nhiều tuần. Kết quả là bầu khí quyển của sao chổi đã khiến nó to lớn hơn cả mặt trời. Không ai biết điều gì đã gây ra vụ phun trào. Bí ẩn hơn nữa là làm thế nào một ngôi sao chổi với lõi nhỏ lại có thể tạo ra một bầu khí quyển lớn như vậy, trong khi sao chổi Hermes chỉ có đường kính là 3,6 km, nhưng lúc nó thay đổi, nó đã to lên đến 1,4 triệu km. Tiếc là ngôi sao chổi này ở quá xa để các nhà thiên văn học có thể quan sát được. Một giả thuyết được nhiều người đồng ý nhất cho rằng có thể sao chổi Hermes bị vỡ và hòa tan một phần vào không gian. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ai đưa ra câu trả lời chắc chắn. Một sao chổi thách thức lời giải thích. Định nghĩa về sao chổi thường đơn giản, chúng là những vật thể băng giá chứa bụi và nước vì mặt trời làm tan chảy lớp phủ băng giá của chúng. Nhưng vào năm 2014, thiên nhiên lại một lần nữa đánh bại nhân loại. Một sao chổi không có đuôi đã bay vào hệ mặt trời. C-2014S3 bị khô nước. Nó có lượng nước ít hơn khoảng 1 triệu lần so với các sao chổi khác và được cấu tạo từ đá rắn. Nó là sao chổi nhưng lại có hình hài giống một tiểu hành tinh. Không chỉ có ngoại hình, bề mặt của vật thể này cũng không bị mặt trời nấu chín như các ngôi sao chổi khác. Đây chính xác là nhãn hiệu của tất cả các tiểu hành tinh, thậm chí nó còn phản chiếu ánh sáng như một tiểu hành tinh thật sự. Tuy nhiên, khi quan sát quỹ đạo của C-2014S3, các nhà khoa học lại cho rằng chỉ có sao chổi thì mới di chuyển như vậy. Vậy nên đây có thể là một sao chổi không đuôi chính hiệu hay là một sự lai tạo giữa sao chổi và một tiểu hành tinh. Bạn đang thắc mắc không biết mình đang nghe cái gì đúng không nào? Thật ra thì các nhà khoa học cũng chẳng biết họ đang nhìn thấy cái gì ấy chứ. Ngôi làng bị bốc hơi.
Khoảng 12.800 năm về trước, một ngôi làng đã bị sao chổi làm bốc hơi ở Syria, tại địa điểm ngày nay được gọi là Abu Hurairah. Dù đã được nghiên cứu khá kỹ lưỡng, nhiều thập kỷ sau đó, các nhà nghiên cứu khác vẫn tìm thấy những điều mà nhóm các nhà nghiên cứu đầu tiên đã bỏ lỡ. Một sao chổi đã vỡ trong bầu khí quyển và một mảnh vỡ đã rơi xuống Abu Hurairah, gây ra sự tàn phá này. Trước khi thảm họa xảy ra, cộng đồng này là một nhóm người chuyên săn bắt hái lượm. Nhưng sau khi môi trường ở đây bị phá hủy, những người còn sống sót trong ngôi làng đã quay trở lại đây, xây dựng một ngôi làng mới và trở thành những người nông dân thành công đầu tiên trên thế giới. Bạn cảm thấy chủ đề ngày hôm nay như thế nào? Có đủ hấp dẫn và thú vị hay chưa? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới nếu muốn biết thêm về một chủ đề nào đó. Đừng quên like, share, subscribe và nhấn chuông để ủng hộ kênh của chúng mình nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại!